Sư Tôn Đức Tăng Ni tỉnh Bình Dương đã vân tập về Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Nhập Niết Bàn, Chùa Hội Khánh để Bồ Tát thính giới kỳ thứ 3 trong mùa an cư kết hạ Phật lịch 2566. Dịp này, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã sách tấn chư hành giả an cư, luôn trưởng dưỡng đạo tâm, tinh tấn tiến tu, trao dồi giới định tuệ, hòa hợp tăng đoàn và trang nghiêm giáo hội. Thường trực Ban trị sự, Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng đã đến thăm, động viên sách tấn tăng ni hành giả tại các đạo tràng an cư phía Bắc của tỉnh. Tại mỗi chú xứ, phái đoàn đều có những phần quà lưu niệm tặng cho Ban chức sự, Ban lãnh chúng, đạo tràng, cũng như có lời đạo từ động viên sách tấn, mong chư tăng ni tinh tấn tu học, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp. Trong thời gian tới, Ban trị sự, Ban tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam cũng sẽ tiếp tục tổ chức đoàn đến thăm các trường hạ ở khu vực phía Nam của tỉnh.